Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì Lực Tài lại tiếp tục cập nhật một số thông tin xoay quanh câu chuyện của cô ca sĩ nha mọi người. Thì kênh của Lực Tài hiện tại bây giờ nó đang tấn công rất là mạnh. Thì mọi người xem thì nhớ ủng hộ Lực Tài bằng cách like, ấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào chia sẻ nha mọi người. Để ủng hộ kênh của Lực Tài nha. Chứ nó thề hacker rồi. Thề hacker mà nó đánh kênh Lực Tài bây giờ là cũng tan tành té bẹ rồi đấy mọi người. Nhưng mà Lực Tài vẫn xuất hiện ở trên đây. Thì có khả năng là bên nó ứa gan đó mọi người. Đúng không ạ? Nó nghĩ đâu nó sẽ tiêu diệt Lực Tài. Nhưng mà mọi người nên nhớ rằng tà thì không thể thắng tránh được. Không, mấy cái anh YouTube bẩn ở bên đó bây giờ là moi móc người quá cố lên chửi là cái tội đó là cái tội tru di tam tục rồi. Cái tội ba đời rửa không hết rồi. Nói tất cả mọi người là như vậy. Cho nên là nó nói cái gì thì nó tự gánh nghiệp của bản thân nó thôi. Và nó thấy những người khác làm hơn tụi nó cho nên là nó ganh ăn tức ở đó mọi người. Chứ nó yêu thương gì anh họ hồ đâu. Nó không yêu thương gì anh thợ hồ hết. Nói tất cả mọi người là nó thương tiền thôi. Nó trục lợi thôi. Nó làm về cái câu chuyện của cô ca sĩ á, là nó đứng lên để nó chửi cô ca sĩ. Nó bênh anh thợ hồ. Là nó tưởng đâu đã xoay chuyển càn khôn. Nó tưởng đâu là dư luận và xã hội đang đứng về một cái đứa con gọi như là mang cái tính chất, có cái dấu hiệu gọi như phản chủ và bất hiếu. Cho nên rằng á, là nó đứng lên nó bảo vệ để hòng trục lợi. Nhưng cuối cùng thì vậy như là như thể là một cái cú tát vả thẳng vào mặt tụi nó đó mọi người. Nó đâu có làm được gì đâu. Nó đâu có bảo vệ mà thần tượng của nó cũng đâu có ai yêu mấy nhiều đâu. Bây giờ nó cứ lên nó tung hô nó nói là cả đất nước 99% là đứng lên ủng hộ anh thợ hồ. Có đâu mọi người. Không. Nó tự thùng rỗng nó kêu to vậy thôi. Thì bọn bẩn bựa nó là chuyên là như vậy mà. Bẩn bựa quá. Đúng không? Còn cái tương lai của anh thợ hồ như thế nào ạ? Thì cái đó nói thật sự tất cả mọi người là cũng nhờ công đức của cô ca sĩ. Thật sự một điều là rõ ràng nó là như vậy. Công đức của cô ca sĩ quá nhiều. Cô ca sĩ đã giúp anh thợ hồ biết bao nhiêu. Đúng không? Đến bây giờ có được cái thành quả như hôm nay là công lao to lớn của cô ca sĩ. Còn hơn cả núi cao, hơn cả trời biển nữa, chứ không phải là bình thường. Nhưng cô ca sĩ nhận lại được những gì? Nhận lại được những lời đàm tiếu mang tính chất đến từ fan thần tượng của anh thợ hồ. Không, chửi người, chửi gia đình nhà người ta không còn một cái gì. Chửi từ các con nuôi cho đến là người quản lý, cho đến công ty, rồi chửi luôn con ruột ở bên Mỹ, rồi đến em trai ruột của cô ca sĩ ở bên Mỹ. Nó chửi tan tành xác pháo ấy, không chừa một ai trong gia đình nhà cô ca sĩ để nó bảo vệ một thần tượng có cái dấu hiệu sai phạm về mặt đạo đức. Thì mọi người coi như vậy có được hay không? Đúng không ạ? Thì thôi, cái chuyện đó thì không quan trọng nữa mọi người ạ. Còn nó tấn công ai á thì sẽ bị quả báo thôi. Cái cả kênh của Lực Tàng đây nó đang tấn công này nọ thì nó cũng chả làm gì được. Nói thật với tất cả mọi người là như vậy. Bây giờ nó dùng đồng tiền để nó muốn bịt miệng người khác, không? Để tung hô những cái sai thì không bao giờ mà có sự ủng hộ nhiều đâu mọi người. Thì ngày hôm nay Lực Tàng cập nhật cho mọi người một cái thông tin rất là vui khi Tuyết Nhung ngày hôm qua cũng đã xuất hiện ở trên sân khấu tối ngày hôm qua nha mọi người. Nhưng ở một cái sân khấu trong một cái tập đoàn lô tô rất là lớn và được biểu diễn ở trong khu vực giải trí Đầm Sen nha mọi người. Đó thì trong cái buổi này cũng có sự xuất hiện của rất là nhiều các ca nghệ sĩ nổi tiếng, đình đám như Kim Tử Long, rồi một số nghệ sĩ khác nữa. Và cái tiết mục của Tuyết Nhung đó là được diễn ra vào lúc 9:30 tối ngày hôm qua nha mọi người. Đó, thì là cái tiết mục Lạc Giữa Rừng Xanh, khách mời ca sĩ Tuyết Nhung vào ngày 20/12/2021. Và cái chương trình này được diễn ra từ lúc 18:30 thì đến 9:30 là Tuyết Nhung biểu diễn cho mọi người. Đó là cái thông tin rất vui, đúng không ạ? Người ta nói là người ta làm, bước được lên sân khấu trong cái mùa dịch bệnh này nó không phải là đơn giản đâu mọi người ạ. Và theo như các đẹp viên cập nhật thì đêm hôm qua ở Đầm Sen rất là đông những người. Người ta đến để người ta chờ đợi và xem cái tiết mục của Tuyết Nhung nha mọi người. Như vậy là chúng ta cũng cảm thấy được là cái sức nóng của cái các con nuôi của cô ca sĩ ấy, là đặc biệt là mấy cô con gái nuôi là người ta chờ đợi và háo hức như thế nào. Chứ không giống như bên kia đâu. Đúng không mọi người? Mặc dù không được sự yêu thương của mẹ nhiều nhất nhưng các con luôn luôn hướng về mẹ. Mọi người có thể thấy đó, ba đứa con nuôi, ba đứa con gái
và trong đó có cả đức hiếu nữa nha mọi người. Toàn bộ là có hiếu với mẹ. Thương mẹ đến mức độ như thế nào thì cái anh kia thì ngược lại. Nói thật luôn, nó rõ ràng mười mươi, chúng tôi không bịa chuyện, đúng không? Nó trước mắt nó hiện hiện. Bây giờ chưa có một lời giải thích, chưa có một lời đối đáp nào. Người ta nói tất cả mọi người, chứ bây giờ chúng ta khuyên những cái đứa con đến thắp nhang cho mẹ mình vào ngày 49, đúng không? Rồi khuyên đứa con của mình là mẹ mất thì phải thắp nhang, phải cầu siêu cho mẹ, rồi mong cho mẹ được ra đi thanh thản. Như vậy chúng ta khuyên đúng hay khuyên sai ạ? Mà như vậy tụi nó lên, tụi nó nói rằng là hãm hại. Hãm hại cái gì? Đúng không? Nếu như chúng tôi khuyên như vậy mà đúng thì có khác gì đang cứu nó khỏi rơi xuống cái vực thẳm hay không? Đúng không mọi người? Bây giờ mà để cho nó mất thiếu, mất đức như vậy, mất thiếu như vậy thì không khác gì con người đã lao xuống vực thẳm rồi. Mấy người bảo vệ cái gì? Mấy người lên nói chúng tôi cái gì? Đúng không? Rồi tiếp tục đến một cái thông tin nữa, là về cái thông tin của em trai ruột của cô ca sĩ là Tommy ở bên Mỹ nha mọi người. Thì sự ra đi của cô ca sĩ là một cái sự mất mát rất to lớn đối với nền âm nhạc của nước nhà và đối với lại người hâm mộ. Ai nấy cũng đều đau buồn và xót thương. Tính đến thời điểm hiện tại bây giờ thì cũng đã gần 100 ngày rồi, nhưng cái nỗi xót xa vẫn đang còn lắng động trong tất cả mọi người, và đặc biệt là những người thân cận, những người ruột rà thân thích trong gia đình nhà cố ca sĩ. Thì Tommy cũng đang tỏ vẻ ra rất là đau buồn và không tin tưởng rằng, đến hiện tại bây giờ cũng không tin rằng chị của mình đã ra đi một cách nhanh chóng như vậy. Thì anh ấy đã có những cái dòng trạng thái trên trang cá nhân như thế nào thì là Tàng cũng xin phép đọc đây cho tất cả mọi người để mọi người cùng biết. Chị ơi, cho tới bây giờ em cũng vẫn chưa buông lòng chấp nhận rằng chị đã an nghỉ. Em chưa từng nghĩ đến chuyện chị lại ra đi sớm như thế. Tất cả mọi thứ trên đời này đều có thay đổi. Cuộc đời con người cũng vậy, ngắn ngủi. Đến nỗi em không thể nào hình dung ra được. Nhắm mắt vào rồi mở mắt ra là đã không còn gì nữa. Em biết cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt là như vậy. Nhưng dù cuộc sống có nghiệt ngã tới đâu thì không ác độc bằng lòng dạ của con người. Em hãnh diện về chị. Em may mắn có được người chị như chị. Dù chị đã yên nghỉ, nhưng rất rất nhiều người trên thế giới này đều yêu thương và nhớ về chị. Em xin chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người. Và tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho chị được yên giấc. Cầu nguyện cho một người đã khuất, nhưng hình ảnh và tấm lòng của họ sẽ mãi mãi lưu lại trong mãi chúng ta. Em xin được cảm ơn vì tất cả những điều. Chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất ạ. Thì mọi người có thể thấy là đây là những cái dòng trạng thái rất là buồn và tỏ vẻ ra rất là nhớ thương về cô ca sĩ. Và trong đây anh ấy có nhấn mạnh một điều rằng là có những cái sự nghiệt ngã trong cuộc sống nhưng không ác độc bằng cái lòng dạ và miệng lưỡi của con người nha mọi người. Đấy, tức là cái cuộc sống nó khó khăn vất vả bao nhiêu cũng không thể nào mà nó bằng cái lòng dạ và cái lời nói gọi như là ác ôn của con người, lòng dạ của con người. Mọi người thấy không ạ? Đây là anh ấy đang nhắm thẳng vào những cái người mà môi cố ca sĩ lên để chửi, rồi chửi luôn gia đình nhà cố ca sĩ đó mọi người. Không biết rằng là họ có não hay không để họ động não, để họ nghe được những cái lời mà người thân trong gia đình người ta nói ra như thế này. Trong một cái sự đau xót mất mát vô cùng đấy, mà bị người khác dòm ngó vào, môi móc ra những cái chuyện không có để vu khống bịa đặt, để chửi gia đình nhà người ta nữa, thì liệu chừng người ta có cảm thấy như thế nào mọi người? Người ta có buồn hay không ạ? Người ta có tức giận không ạ? Đúng không ạ? Nhưng mà càng làm thì tụi nó lại càng sai. Mà liệu chừng những cái sai đó thì pháp luật có xử lý không mọi người? Ta nghĩ chắc là xử lý thôi. Nhưng mà gia đình người ta không muốn đụng chạm, không muốn thị phi. Tại vì dù sao thì họ cũng nghĩ rằng những cái nhóm người mà đang chửi gia đình nhà mình là cái bọn bẩn bựa, nó lại trục lợi, không? Vì mục đích cá nhân ganh ăn tức ở mà đi hãm hại chính gia đình nhà cô ca sĩ, đúng không ạ? Trong khi gia đình nhà người ta chả làm gì mình cả, trong khi gia đình nhà người ta
sống rất là tốt cho cộng đồng và xã hội, giúp ích rất là nhiều chuyện. Nhưng đến khi nằm xuống thì nó lại vu khống cho những điều không có, tệ bạc đến mức độ như vậy, ác ôn đến mức độ như vậy, thì có ai có thể chấp nhận được không mọi người? Đúng không? Còn cái câu chuyện chúng ta đang nói về anh thờ hồ thì nó có rõ ràng trên mạng xã hội, chứ đâu phải là chúng ta bịa chuyện ra chúng ta nói, đúng không? Mẹ mới nằm xuống thì đã cầm một cọc tiền rồi, dọn ra khỏi nhà cũng có ca sĩ liền, đúng không ạ? Thì trước khi có ca sĩ qua đời thì đã có những cái chuyện gì cấu kết với gia đình nhà người khác, cấu kết với những người ở ngoài để nói xấu về gia đình nhà mình, rồi rất là nhiều cái câu chuyện nó rõ ràng mười mươi, chúng ta đâu có bịa chuyện, đúng không cả nhà? Bây giờ mấy người nói rằng là anh thờ hồ ở với nhà của ca sĩ là gầy gòn ốm yếu này nọ nữa. Tôi hỏi tất cả mọi người, chứ trước đó mấy người có thấy hình ảnh của anh thờ hồ không? Béo tốt như thế nào, đẹp trai, phong độ lịch lãm như thế nào? Từ ngày ra khỏi nhà của ca sĩ mới có hơn 2 tháng trời nay mà bây giờ suy dinh dưỡng nặng, mấy người lại đổ lỗi cho gia đình nhà của ca sĩ làm sao? Mấy người ác nhân thất đức dữ hả? Sao không nói nó chơi game? Sao không nói nó thức đêm? Sao không nói nó đang ăn năn sám hối những cái hành động sai trái của nó? Thì nó không ăn được, nó không ngủ được, thì nó không mập thôi. Tại sao mấy người lại nói rằng là gia đình nhà có ca sĩ không cho nó ăn uống, chèn ép này nọ để cho nó gầy gò ốm yếu suy dinh dưỡng như vậy? Có phải miệng của mấy người làm miệng rắn độc hay không? Càng nói ra càng bức xúc mọi người. Tại vì những cái câu chuyện họ nói chỉ nhằm một mục tiêu là triệt hạ gia đình nhà người khác, đúng không? Cho nên là Tàng rất mong tất cả mọi người, những cái kênh sóng nào mà có đạo đức, làm mà giúp ích cho xã hội thì mọi người ủng hộ, mọi người cho like và nhấn vào nút đăng ký. Còn những cái kênh sóng nào mà vu khống bịa đặt, mà đi chửi gia đình nhà cố ca sĩ, chửi một người quá cố và có cái dấu hiệu bất nhân thất đức, mất đạo đức, thì mọi người hãy báo cáo. Bên mình cũng có thể báo cáo vậy, bên họ báo cáo mình thì bên mình cũng có thể báo cáo họ. Những clip nào không nên tồn tại trên YouTube thì tất cả mọi người hãy báo cáo và tẩy chay tụi nó, dislike tụi nó. Nó cứ đơn giản vậy thôi mọi người ạ. Đó là cái cách chọn lựa của tất cả những người đang xem. Đó. Chúng ta đang làm chuyện gì đúng thì chúng ta được tung hô và chúng ta được gọi như là ủng hộ, đúng không ạ? Còn cái chuyện gì sai nên bài trừ nó đi. Tụi Tàng cũng rất mong tất cả mọi người như vậy. Đó, còn nhóm bên kia thì chắc cú là nó đang còn tẩy chay và nó đang còn chống lại Tàng rồi. Nhưng nói với tất cả mọi người rằng Tàng không thể thắng tránh. Tụi Tàng xin nói lần cuối như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái bản tin ngày hôm nay của Tụi Tàng ạ. Có thông tin gì mới thì Tụi Tàng sẽ tiếp tục cập nhật để gửi tới tất cả mọi người trong những cái bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.